Kính thưa cộng đoàn, cuộc sống quanh ta còn rất nhiều những hoàn cảnh khổ đau. Kính mời anh chị em hãy cùng Caritas Thanh Hóa bước đi trên hành trình yêu thương để đem ủi an và sự trợ giúp đến cho những người bất hạnh này. Đi thẳng. Qua cho bà hiểu phải không? Đi thẳng. Đi bộ máy đất thánh nè. Đây là đất thánh nè. Cái bà này bà ở một mình nhỉ? Chứ hoàn cảnh của bà làm sao bà? Dạ ra nhà con mất sớm rồi mà bây giờ con có một mình. Bà có một mình phải? Ở một mình vậy. Ừ. Chà, bà có một mình thôi. Ý là con ở đến đây mà. Vâng thì có một mình con ở. Nhiều người đến đây. Vâng, có tám. Rồi. Hôm nay là có nhiều người đó, nhiều người đến. Hôm nay là có trà sứ nha, trà sứ đó. Có biết trà sứ không? Trà thường này. Dạ vâng. Trà thường Caritas của giáo phận này, có hai thơ này. Dạ, vâng. Rồi kết hợp được có cả bên xã hội công chủ tịch mà mặt trận này, phó chủ tịch này. Rồi con sứ nhỏ nhỏ sứ đang lấy đồ tiếp thì đến thăm bà trong cái dịp Tết, cầu mong cho bà thì là cố gắng để sống đạo tốt để rồi giữ lấy cái đức tin trong đời sống của làm gương mẫu cho con gái nha. Có một chút quà của giáo phận, của cái tác của giáo phận nhá, của ân nhân không không mì ba miền nhá. Rồi là bánh này, bánh để ăn một phần cho cháu ăn một phần nữa, có cả miến này luộc răng 9630 mà nó mềm ăn được. Rồi ngoài ra thì còn có lại có một chút Việt Nam. Dạ, vâng. Đồng Việt Nam. Tiền. Dạ, của quý anh nhân biếu bà này. Vâng, ăn Tết. Bà ăn Tết. Vâng. Nước lã thì mua rồi. Không. Còn xin ạ. Đứng dịch đấy để anh. Tức là nước cất thì nước lã ăn đi ạ. Vâng. Con đi sang con lấy nước mưa về uống ạ. Ồ, nước mưa về uống. Vâng. Chứ nhà mình không có cái giếng nha. Không có bể không đấy. Rồi cứ phải đi sang hàng xóm đi. Thì lấy nước mưa, xin nước mưa về để uống. Bên nhà con ông Tùng, ông quản tỉnh đấy. Ông Tùng, chứ ở đây nước bình thường, nước giếng thì ông chả uống được nhờ. Nước giếng ở đây nước gạch cua mà. Bố mẹ mất sớm 17 năm. Mất lâu chưa? 17 năm mà. Thế có nhớ ông không? Dạ, con cũng nhớ chứ. Nhớ chứ nhỉ? Nhớ ông phải chịu thôi. Con cảm ơn bên... Đây rồi hôm nay là có trà sứ nha, đó trà sứ này có ông bên chính quyền địa phương, rồi có các cha
Cha đây là cha thường trên tòa mục nhá, có sơ nhiệm cha thường, sơ cha đã ban cho con một cái chăn rồi. Đó, nhớ chưa? Cha một cái chăn. Chính cũng cho con cái chăn rồi. Không biết là cái chăn của cha thường có còn không ca. Đang còn đắp ở trong kia nha. Cha xong con ngồi đứng ở bên cha rằng bên nào cha chụp ảnh thầy. Thầy thì bây giờ cha đang chụp ảnh. Vâng. Dạ cho ban cho con cái chăn đằng kia thầy. Ồ, cái chăn đằng kia. Đấy. Đây, đây cái chăn. Chăn của cha thường đang còn đó đó. Trọng khi nào đến trọng? Để đam đâu. Này, chứ đáp chăn của cha thường có ấm không? Có ạ. Có nha. Vâng. Con đứng bên cha với cha kia chính nhà nữa mà. Đó. Năm kia đó. Năm kia tặng tặng nhớ nhớ. Năm kia tặng chăn ấm cho bà, năm nay đến thì có ít tiền cho bà nhá. Vâng, có mì gói, có vâng, các thứ quà của các ân nhân của các Caritas Thanh Hóa nhá. Rồi. Rồi chúc cho bà được mọi sự bình an trong năm mới nhá. Chứ ông mất 17 năm rồi, rồi có nhớ không? Nhớ nhỉ. Nhớ thì thôi cầu nguyện cho ông nha. Bây giờ con có hai đứa con. Thôi nhớ ông đó. Thôi nhớ ông thì cầu nguyện cho ông nhá. Vâng, cảm ơn cha nhá. Con năm nay đã hơn 60 rồi. Hơn 60 rồi. Vâng. Rồi Chúa chúc lành cho bà, cho gia đình năm mới được nhiều lành nhá. Vâng, con cảm ơn. Chứ nhà mình không có nước phải đi sang hàng xóm đi xin nước mưa về uống à? Con tham bữa con mà giờ có mình mẹ thôi. Cứ sang đấy ăn uống ở bên. Sang đấy. Đứa con tan tát à? Các bạn. Hôm nay là có hai cha nhá. Thế này, đây là cha thường này. Thường cai tát ở cha thường Thanh Hóa này. Ừ, cha mới đây, cha mới. Không phải đang ở Thanh Hóa thì chủ tịch hội đồng chủ tịch và bác ái trưởng của giáo phận. Với lại hai sư. Thôi được rồi. Hai sư, được chưa? Thế nào? Còn nó nặng đấy. Nặng lắm à. Ồ, nhỏ đó. Ồ, cứ phải đạp cái phơi nha. Nhưng chị không lấy mưu tơ điện à? Cái máy này ngày trước mua nâu ở đấy giờ nó họ bảo mưu tơ chỉ có nắp bị yếu thuốc cần nếu mà motor thì đắt hơn này nha. Đắt hơn. Không có tiền. Không có tiền. Có nhưng mà không. Chị tên gì? Chị tên gì? Tên Mến, còn mẹ tên Thảo. À, Mến với Thảo à. Răng đi đâu hết rồi? Nó rụng, nó đi du lịch hết rồi nha. Tóc thì cũng rụng. Này, chứ răng còn có một cái hàm trên, còn một cái sau nhai được, nhai được. Ăn nhiều khi rát lắm. Rát lắm mà. Chứ có tiền mà làm bận mà. Vậy có ăn gỏi được không? Khó ăn lắm. Khó ăn lắm nha. Cứ nún nún vậy thôi. Làm răng không? Đi trồng răng đi. Trồng răng để không có tiền thì cứ chịu. Mẹ cái xin cha có thì chúng con đỡ cái để con làm vậy. Đây khôn nha xin cha xứ đây này nha. Xin cha xứ cho một hàm luôn nhá. Làm có thể ăn vuốt nó. Đúng rồi, chứ không có răng thì làm sao mà ăn gói được. Này chứ có gia đình không chị? Chị Mến ơi. Chưa. Đang ở vậy à? Vậy có đi tìm anh nào không? Cha có đi tìm mà chưa được. Đang ở vậy ở hàng ngày chỉ có đến như thời đi cho chú ấy chứ vậy. Nếu vậy thì để cha làm mai làm mối cho nhá. Không để cha làm mối sao? Em làm mối cho con đi được thì được thì đi mời cô. Nói chuyện khôn nhá. Đó. Rồi hôm nay các cha các sơ nhá, ông chủ tịch mặt trận, phó chủ tịch mặt trận của xã nhá, đến thăm gia đình mình, chuẩn bị đến Tết rồi. Thì không biết là các sơ có quà gì cho chị Mến không? Có
bánh này, miến này, muối này, tặng nhà này. Đến nhà Tết nhá. Vậy đi nha, và làm mẹ con về để về nhà về. Mẹ con yếu lắm. Chứ mẹ đi đâu? Dạ, được con bà con em gái. À. Ừ. Yếu. 3 năm rồi. Ừ. Cô Hồng Kông nhá. Chị ăn Tết. Chúa à, các ông thương, ai cũng thương. Cơm khéo, khéo nói rồi hỗ trợ cho gia đình ăn Tết nhé. Gánh gói có được nhiều tiền vậy không? Một ngày có được vậy không? Không được ạ. Ba bốn chục thôi. Một ngày được có 30-40. Ồ, mỗi ngày 30-40 mà hôm nay cái phòng bì đó là cũng được mấy ngày rồi nha. Mấy 2 tháng chứ, một ngày nữa mà. À. Mấy tháng ấy. Mấy tháng liền. À. Ừ, được mấy tháng liền đó. Nhưng nay thì có ban bác ái của giáo phận Thanh Hóa, có cha thường chủ tịch ủy ban bác ái của giáo phận. Mai chơi cũng đồng hành với cha thường. Cùng với bên chính quyền của xã có hai ông chủ tịch mặt trận phó và tránh đến thăm mẹ con và cũng có chút quà là gửi cho gia đình vui cái xuân quý mão nha. Thì nhiều không có nhưng mà cũng có được gọi là tấm lòng nha. Các ân nhân để giúp đỡ gia đình con nha. Chúng tôi chúc lành cho gia đình con rất là nhiều, cầu nguyện cho ân nhân nha. Là con cũng chẳng biết nói gì hơn đền là con đi xe, con thay mặt cho về tên cho về Chúa tên, và cha rồi mẹ con đây nè. Con cũng cảm ơn nhiều, rồi cũng cầu nguyện thêm cho mẹ con váy. Mẹ con đi chơi cũng chẳng là qua năm cũng phải về đó, nên là lúc đấy là cũng về nên cha rồi nè, làm ông chủ tịch chứ. Đó nha. Này, hôm nay thì cha đến đây rồi là năm mới thì hai cha này, hai sơ này, hai ông cầu nguyện cho chị Mến là tìm được cái người mà mình thương nhá. Rồi về rồi đi làm kiếm tiền nó đi trồng răng cho nhá. Răng vậy. Cảm ơn các anh nhân. Giờ là cô nhà ông Hiền đấy, ông tội nghiệp nhở. Vâng, chiều thì lại đi trên kia bởi vì còn còn cái sạn bên ngã điện nữa cơ. Điện xong rồi vào Ngã Yên. Không có rồi, không có vô đây ở trên này. Mẹ hay sơ không rồi, khó đến đây rồi này. Này không, không vừa rồi có đến đây rồi. Thì sao cô vẫn bảo bảo được. Không vừa rồi đến đây cho 2 triệu mà. Cái kìa có thì bây giờ có ít người. Cái kìa có đứa mình vẫn đi. Thôi đi thì vô. Thì vô không. Tí chút thì đi. Tí chút đi. Vì hôm vừa rồi đến đây là cho 2 triệu rồi. Ông mày cho kỹ. Đấy là cha Châu nha. Cha Châu. Cha Châu nha. Cha Châu nha. Cha xứ của ông đó. Không phải cha Kỷ mà đây là cha Châu nhá. Ông ơi con nói này, hôm nay á bên Caritas Thanh Hóa này này, Kim bên đạo á, bên đạo đấy, bên nhà thờ lên nghĩa ấy, chung mà đây là trên đó có ít quà biếu ông ăn Tết nhá. Có mì tôm này, mì tôm, rau bánh này, đây
không? Có. Rồi, có nhá. Mình ăn xong ông nhá, Tết nhá. Vâng, một con đây. Đây là châu, chứ đây. Chả muối không? Muối đây. Ừ, có chữ. Cứ như một chả kỷ ngày xưa. Ơi, ông chả muối không? Có. Miến nhá, ở đây trong này còn miến không nhỉ? Còn chúc Tết không nhá. Rồi cố gắng ăn Tết nhá. Giữ gìn sức khỏe nhá. Nhưng mà giờ có uống rượu không đấy? Không. À không rồi. Không. Ừ. Uống là chết đó nhá. Ừ. Thuốc lào rồi. Thuốc lào thôi. Mình cài tát chúng con lì xì cho ông này. Bỏ vào phong bì. Không, cứ bỏ phong bì cho ông. Rồi. Ông đứng lên tí xem nào. Không không. Ông có đứng được không? Đứng lên. Đứng lên này. Chà đây. Rồi. Rồi. Đây là cha thường này ông cả. Ừ. Cha kỹ. Nhớ có mỗi mình cha kỹ thôi. Nhớ mình cha kỹ. Đây là cha Châu nhá. Ừ. Thôi hôm nay có cha Châu này, cha Sứ này nhá. Cảm ơn các cha. Không, cha Châu cứ chắc cha kỹ chứ. Cảm ơn những người cho quà đấy này. Cảm ơn chưa? Rồi. Vâng. Rồi. Chúc ông năm mới được nhiều sức khỏe nha. Ừ. Rồi. Rồi cảm ơn các ân nhân của Cảnh sát Sinh hóa, cảm ơn các cha, cảm ơn ông chủ tịch mặt trận. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Thì năm hết Tết đến nhá. Rồi cha xứ, rồi bên ủy ban xã Nga Thái. Ông chủ tịch mặt trận nha. Vâng. Chủ tịch mặt trận, phó chủ tịch mặt trận. Rồi ban hình giáo và giáo xứ Liên Nghĩa. Đến thăm bà nha, thăm gia đình. Rồi không biết các sơ có quà gì cho. Nhiều quà. Bà ơi, năm nay Tết đã thì hay là Nga Thái là lục nhiều đúng không? Có là trẻ bà đi ạ. Không có được ngồi tại chỗ. Chị đứng sang bên này. Đấy. Bà ngày nay là mất mùa đúng không? Để ăn trượt ăn hết lúa mất mùa không có gì ăn Tết. Lũ lụt trong trước này thì hôm nay chúng con chúc Tết bà, rồi có quà cho bà. Đây là mì tôm ạ. Trong này thì có bánh Tết này, có miến, có muối để bà ăn Tết nhá. Vâng. Vâng. Rồi các sơ còn có tiền đi xì cho bà này. Tiền Tết để bà sắm Tết nhá. Bà có đi sắm Tết được không? Gửi đây cho đúng không? Gửi con gái nhá. Đây đi xì cho bà nhá. Thì đây là tiền rồi các ân nhân của cả các Sanh Hóa nhé. Đây có Hồng Kông thì mình về rồi các ân nhân gửi quà gửi tiền về để giúp cho bà với cho gia đình được cái Tết nó đầm ấm nhé. Chúc cho gia đình năm mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui ở lành của Chúa nhé. Chị đứng ra ngoài để cha đứng ngoài trong một lấy hình ảnh chị đứng. Chào bà nhé. Thế bà ở đây một mình à? Vâng. Có một mình thôi. Neo đơn. Ông đâu? Ông mất rồi. Ông mất lâu rồi à? 8 năm. 8 năm nay. Đứa con thì sao? Còn đứa nó nghỉ ngay à? Tính à. Nó không có thật tính người. Rồi con cái nó lại ốm. Tim. Ừ. À. Vậy thì lấy tiền đâu mà lo cho nó? Làm nghèo không khóc thôi. Ừ. Yeah. Nghèo thấp không làm ra được tiền. Không ra luôn làm ra được tiền. Vợ thì yếu không làm. Ừ. Cũng khó khăn nha. Chứ chồng nó ngày ngày, vợ nó cũng ngày ngày à? À. Thế là 8 rưỡi 9 rưỡi. Ờ. Tại sao lại 8 rưỡi 9 rưỡi? Yếu. À yếu à? À. À. Ừ. Mà con nó lại ốm nữa. Con bị tim. Đang nó phải mổ tim. Ừ. Rồi. Rồi cái nhà này là nhà người ta làm cho đây. Nhà tình thương họ làm cho mà dột. Dột rồi bây giờ không có. Bây giờ không có tiền để sửa lại. Không có tiền làm
không có tiền để làm lại nữa. Cũng khó khăn nha. Thì hôm nay là cha ngồi nhà thờ, ngồi tòa giám mục nhá. Vâng. Cha thường nhá. Vâng. Ngồi tòa giám mục Thanh Hóa vào đây thăm bà, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy á. Nên là cũng có một thùng mì gói cho bà nhá. Vâng. Thùng mì của cô Hồng Kông. Với lại đây là có một ít tiền nhá. Ít tiền đó là của các ân nhân của Caritas Thanh Hóa để giúp đỡ cho bà nhá. Rồi, thì bà có đôi lời. Cảm ơn cha, cảm ơn các ân nhân đã giúp đỡ bà trong lúc khó khăn này. Rồi chúc cho bà khỏe nhá. Thế mà nuôi con nuôi cháu. Con thì ngây ngây mà cháu thì lại bệnh tim thì cũng khó khăn nha. Rồi chúc cho bà được nhiều sức khỏe để nuôi con nuôi cháu. Rồi chúc cho các con các cháu được khỏe mạnh, được bình an, được khỏi bệnh nha. Rồi cảm ơn các ân nhân của Caritas Thanh Hóa đã giúp đỡ cho gia đình của bà, gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn. Bà thì ông mất 8 năm nay rồi, có con thì nó lại ngây ngây, cháu nó lại bị bệnh tim, nên là quý ân nhân đã giúp đỡ cho bà thì xin Chúa chúc lành trả công bội hợp cho quý ân nhân. Xung quanh là núi đồi hết. Nhà chỉ có mấy hòn đá thôi. Chào bà nha. Chào bà. Ừ. Ừ. Ủa, nhà đây siêu vẹo hết rồi nhà. Nhà đây là ngày trước đại đoàn kết làm năm 2004. 2004. À, đang nhà làm bắt đầu, nhưng mà cái bắt đầu học xong cũng phải hai về làm một thôn, nó bắt đầu làm mấy nhà đầu tiên này. Vâng. Cái nhà này sợ lắm không? Bà ơi, là ở nhà này bà có thấy sợ không? Sợ lắm. Cơn mưa, cơn gió là bắt đầu chạy chuồng. Ồ, vậy à. Nó siêu, nó vào hết nhà rồi, gió nhẹ cũng vào đi chứ. Ừ, vâng. Bà ơi, hôm nay là cha ở nhà thờ cùng với các sư đây, đều cùng với ở ban trong làng nữa đến đi thăm cái hoàn cảnh của bà. Ừ. Bà đi đi dép đi đi. À. Cái nhà đây là ngày trước là bên bên thôn là làm cái chương trình 134 một cái nhà đại đoàn kết. Vâng vâng. Bắt đầu làm từ 2004. Vâng. Cái hồ tường là nó bong hết rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi mình cái tre, cái tre. Bà ơi, khỏi uống nước đi bà ơi. Không cần nói chuyện với bà, hỏi thăm bà một tí nữa, không cần nước đâu. Bà thăm bà một tí nữa, không cần nước. Bà đây là dân tộc Mường mà nha. Vâng. Thế này thấy cái hình của bà thì... Đây là bà ở đây có một mình. Vâng, cỡ 6 công mình. Có một mình thôi. Chứ không có ai đây là... Chứ ông đi đâu? Ông vô à. Anh trai là bà là ông mất rồi trên đây rồi. Ô, đây là ông còn gọi tên là anh chồng. Vâng. Anh trai. Mấy ngày con được ba, một đứa thì anh đi nó rồi mất rồi bên mái bên đó, còn bây giờ hai đứa, một đứa đi làm ăn, đứa đi làm gì mái trên lòng đóng á. Đây là bà, đây là cũng nói chung là nhà là cũng có ba người con. Thì đây là người con trai đầu ạ, thì vâng. đi lừa lấy vợ xong thấy hoàn cảnh gia đình như người ta là bên nhà vợ này, vâng. Chuyển bên kia để làm lễ, còn đứa con gái thứ hai thì nói chung là cũng đi làm, bị người ta lừa sang Trung Quốc. Lừa sang Trung Quốc. Cái này bán sang Trung Quốc bây giờ nói chung là cũng không mất tích. Mất tích không có. Mất tích sang Trung Quốc. Tức không có địa chỉ. Vâng. Thằng em út thứ ba thì cũng với vợ lớn thì đang đi làm ở Hải Phòng, đi làm. Vâng. Giúp nhà hàng, bây giờ cũng bà nhà. Nhà hàng thì Covid thì. Có một mình là vì làm sao, nhà cửa thì đất đai thì gia đình cũng không có. Nhà cần nhớ cần rõ là tại nữa chứ không có
Vâng. Ở nhà này thì mưa gió một mình. Mưa gió thì là cũng phải cài sang vâng. Xóm. Ừ. Thành giáo thì bắt đầu mới vâng. Quay về. Chứ nó siêu vẹo mà lại nó lập bằng ngói thì sợ nặng quá là nó sập mất đó bà. Vâng, cho nên... Có bao nhiêu các hai nhà hảo tâm cũng về, cũng đã thăm đã đi tham quan, thăm rồi. Vâng. Chưa có thêm bên nào là nhận là hỗ trợ để làm giúp cho gia đình. À, chưa có ai giúp làm nhà cho bà. Thì cái nhà đây là ngày trước là cái nhà 134. Vâng. Với cái chương trình 134 ngày trước làm từ 2004 rồi, ngày trước làm tốc xi xong cho cái đó nóng đó này. Cái này cái đất nó mục khét rồi đây nó vết rồi nó hỏng hết cái môi chân ở dưới rồi. Mỗi một mục khét hết cái cổ rồi. Nhưng mỗi khi mà mưa gió thì lại phải chạy. Vâng. Ừ. Đêm phải chạy không lắm mà sợ. Nhưng mà già như thế này mà đêm mà tối mà chạy xuống như đây cái đường này thì làm sao được? Thì cũng phải đi. Cũng phải đi chứ. Sợ. Ừ. Vâng. Ừ. Rồi hôm nay có các cha nhá, các cha với các sơ bên nhà thờ nhá. Vâng. Bên Ủy ban Bác Ái Caritas của giáo phận Thanh Hóa có ích quà cho bà nhá. Dạ, đấy. Vâng. Vâng. Vâng thì còn đây là có 2 triệu đồng để giúp bà nhá. Thì số tiền này là số tiền của chị Hoàng Thị Nhài. Chị Hoàng Thị Nhài với lại Hội Lòng Thương Xót Chúa của giáo phận nhá. Đấy, đây là 2 triệu đồng. Ông lấy tiền. Bà nói vài câu tiếng Mường bà. Bà cảm ơn tôi. Dạ thôi là tôi xin cảm ơn cho nên là cả nhà tài trợ bên cả nhà phát là có nón có quá cho xôn là ăn nói trả ơn rồi. Dạ vâng. Vâng. Rồi chúc cho bà. À. Cảm động. Ừ. Vâng, cảm động quá rồi khóc nha. Và bà tên gì bà? Linh Thị Bình. Đinh. Đinh Thị Bình. Đinh Thị Bình. Ở đây là Muôn Tía, thôn Muôn Tía, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Rất cần một căn nhà. Đó. Căn nhà đó siêu siêu vẹo vẹo đó. Thì đêm hôm mưa gió bà lại phải chạy đi chùa ở nơi nhà khác. Thôi thì cầu xin để làm sao có những nhà hảo tâm người ta giúp cho bà căn nhà nhá. Yeah. Thì bây giờ phải cầu xin thôi, phải cầu xin để kêu gọi thôi. Vâng. 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 Vâng, chúc cho bà khỏe nhá, bà. Vâng. Ừ, dạ. Con khóc cửa đây này. Nấu cái bếp này. Được kia mấy cái ấy thì nấu gì là cái cháy rồi. Bếp nhà bếp củi. Bếp củi mà nó sụp sẻ hết rồi. Nói chung là từ hỗ trợ cái truyền hình hay là cái thứ là cũng theo các dự án cả mà. Vâng. Các bếp đủ nước. Ô, bếp của bà này. Nước cũng phải đi xin. Bếp. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!
Ừ, thôi chào bà nhá. Vâng. Vâng. Vâng, thôi bà nói vậy là được rồi nhá. Rồi chúc cho bà khỏe nhá. Dạ vâng, chào bà nhá. Mưa đi đâu mà đi nhẹ 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 nhẹ.